Chào mừng tất cả bạn đã quay trở lại kênh YouTube mình. Hôm nay mình sẽ cầm con Rumble Limit nha các bạn. Đây rồi. Và trận này có lẽ là mình sẽ lên cái này đi. Ê anh Tuấn Anh nó chê anh không biết mật khẩu. Dạ. Tối em bận đi ăn rồi. Từ từ bạn ơi, từ từ nha. Không nhớ lắm. Pirate. Khó chưa, khó chưa. Cứ ôm thôi, cứ ôm thôi. Này, hợp lý chưa anh em? Cứ ôm thôi. Đánh cứ ôm thôi. Xì chạy. Xì không chạy thôi gì không. Từ từ nha. Ui kìa. Nó đang đông lính sao mình ăn được. Nhờn. Khó chưa. Tía mình xì khói đầu. Xì khói đầu luôn. Có nhà tài trợ rồi anh ạ. Vâng. Anh được giải poker. Tuấn Anh. Hôm qua thôi, hôm nay là Hương. Thôi bạn đi rồi. Bạn đi rồi, đừng đánh mình. Mất flash cay chưa? Cay chưa, mất flash. Ấy xịt kìa. Chấm hỏi. Cứ ôm thôi. Đó, đi về được rồi. Tầm này về đẹp. Phút thứ tư mà, phút thứ tư về quá đẹp luôn. Lên tiếp này. Lên thoái. Thấp. Nào không đánh. Bạn đánh cho ấy. Cứ động linh tang tinh thôi. Thôi bạn xong rồi bạn ạ. Chạy sao được. Ừ.
Mình ôm thôi, cứ đánh ôm thôi. Dính không? Lại không dính đi. Không dính hơi phí á. Ghê nhỉ. Sợi. Hạch đây. Đó, lên là chết. Thôi bạn xin ấy, xin ấy. Thôi, về đi, ham thế. Chết không. Thôi 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 thôi. Bảo nào. Cứ đùa dai thôi thằng rừng này. Cứ đùa dai thôi. Cứ đùa dai thôi. Xì khói đầu luôn. Lên một cái này, hai cái này. Vẫn phải lên máu thôi. Đây này. Thôi thôi thôi, xin đam đi ơi. Ai à, nào 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 nào. Bạn đánh nào đi. Thôi, bạn đi rồi. Sống thế nào được? Sống thế nào được? Làm gì anh? Ảo à? Ê, thôi thôi. Bỏ đi bạn đi. Chạy đâu? Xì khói đầu. Xì khói đầu. Đánh đi, trời ra đi đâu. Anh cứ đợi thêm tí nữa đi. À đi gà vậy. À đi gà vậy sao chơi chơi.